Rồi đang mời lại bên. Rồi xin chào Lợi Minh. Chào anh Bằng. Rồi vừa nãy cũng tiếp được một coi như là Việt kiều rất là trẻ, bằng tuổi anh Trung, sinh năm 85 mà vâng tháng tới nó về về đây thì nói chung là những người trẻ đấy có cái tinh thần đúng không? Đối với quê hương đất nước, bác nói sự thực. Nói sự thực về về cái bọn bao que bên Mỹ, nói sự thực về sự phát triển của Việt Nam. Đúng không? Thì cái đây là mình nói chung là đấy là mình rất là quý những cái bạn trẻ như thế. Rồi ok, xin mời Lợi Minh. Hello, chào anh chị và các bạn trong diễn đàn. Bên đây là sáng thứ sáu. Thì cũng nghe cái bạn trẻ đó nói phải nói rất là hay. Phải nói là anh em chúng ta phải nói là nghe những người trẻ như vậy họ đi ra nước ngoài mà họ còn nhớ về cái quê hương, nhớ về cái tổ quốc. Có cái những cái nhận định rất là phải nói là rất là mừng. Rất là hãnh diện. Cái bạn trẻ hồi nãy là mình cũng ngồi nghe rất là lâu thì cuộc sống ở bên Mỹ mà dù sao nữa sống ngay ở trong cái thủ phủ của chống cộng nữa thì lại mình cũng khuyên bạn đấy hết sức cẩn thận, đừng có để làm sao mà nó lộ diện, phiền lắm, phức tạp lắm. Ý là lại mình không sống trong cái ổ của tụi nó mà tụi nó quậy phá mình cũng sất bất sang bang, chứ không phải mệt, chứ không phải là giỡn đâu. Các bạn biết mấy cái đám côn đồ đó mà, thì tôi chỉ muốn đính chính một điều là tôi nói là tôi hay nói những cái đám chống cộng cực đoan ở bên Mỹ là cái đám ô hợp, chứ tôi không có quơ đũa hết cái cả cái cộng đồng. Nói chung thì tôi đồng tình với cái bạn trẻ hồi nãy là người Việt mình ở bên Mỹ bây giờ người ta ai cũng lo làm ăn, đa số những cái thành phần mà chống cộng cực đoan của những cái thành phần mà ô hợp, tôi gọi là ô hợp đó, nó cũng giảm thiểu rất là nhiều. Người ta đi về với quê hương, với đất nước, người ta cũng đã nhìn thấy hết rồi. Bây giờ họ về rồi, họ thấy họ còn giật mình. Những cái chuyến máy bay mà tôi ngồi trên máy bay tôi đi về thường xuyên lắm mình. Các bạn biết cảm động lắm kìa. Lúc mà nó tới Đài Loan rồi đó, hay là nó tới Nhật mà chuẩn bị bay vào trong cái Việt Nam đó. Nhiều người ai cũng lăng xăng, lít xít, ai cũng chuẩn bị lại hành lý, chuẩn bị lại đồ đạc để đặng về mà. À, họ gọi tít ra tít chắc, gọi một lát nữa tao về tới mày đi đón tao nha, một lát nữa má về con đi đón má nha, má nha con, hay là bạn bè rồi lát tao chú về tới rồi lát con đi đón. Ôi họ lăng xăng lít xít. Các bạn biết mà tới cái phi trường Tân Sơn Nhất rồi đó, chiếc máy bay mà vừa mở cửa xuống rồi ai cũng lo, mới vừa mà chuẩn bị đáp xuống rồi là họ lo tất tần tật, người nào người đấy nôn lên nôn xuống, điện thoại reo lí 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 lí, họ mừng lắm. Tôi thấy nó nói chung thì hiện nay thì nó còn mấy một số cái nhóm nó cực đoan, nó tìm cách để đặng mà nó chống phá đất nước. Thì anh em chúng ta là những người yêu nước chân chính, chúng ta lên trên cộng đồng mạng này mình vạch mặt tụi nó để đặng mà Vâng. thức tỉnh người mà nhẹ dạ cả tin, để họ không có lầm đường lạc lối mà họ đi vào những cái sai lầm, những cái bánh xe đổ, để rồi phải vướng vào trong những cái Đúng lao lý tù rồi. đày. Chứ đất nước của mình các bạn biết, với sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam ngày hôm nay phải nói là rất là giỏi, tôi phải nói là rất là khâm phục. Tôi về bển tôi làm ăn tôi thấy tạo cơ hội cho người dân, cho những kiều bào, mặc dù những thành phần chống phá đất nước rất là cực đoan mà nhà nước Việt Nam mình cũng tìm đủ mọi cách để đặng mà hòa hợp, để đặng mà để cho họ thấy được cái sự phát triển và đổi mới của quê hương đất nước như thế nào. Hay lắm các bạn à, chứ không phải giống nhiều khi anh em chúng ta mình lên trên mạng này mình không thấy hết, mình chưa có thấy hết những cái mà chính sách và đường đường lối của những người lãnh đạo Việt Nam của mình, họ tuyệt vời lắm. Họ rất là hay, từ từ chính sách đối ngoại và đối nội cực kỳ hay. Tôi phải nói là rất là khâm phục. Mỗi lần mà các bạn biết tôi đi về Việt Nam cứ khi 6 tháng vài 3 tháng tôi về tôi thấy phải nói là rất là tuyệt vời, không có thể nào mà tôi tả nổi được những cái sự đổi mới từng ngày từng giờ từng phút. Các bạn biết từng phút và từng giây nó đổi mới, một đêm ngủ dậy thức dậy là bước ra đường là thấy là cái cuộc sống nó nhộn nhịp và nó thay đổi. Còn đời sống ở bên Mỹ nói chung bây giờ nó là một cái đất nước công nghiệp mà các bạn biết mà, đất nước công nghiệp
khi kinh tế toàn cầu nó bị suy thoái, nó khó khăn. Các bạn biết trong 3 ngày hôm nay, 2 ngày nay là các bạn biết thị trường chứng khoán của Mỹ nó rớt 1.000 mấy trăm điểm. Là dân chơi thì dân mà gọi là chơi chứng khoán coi như là ngồi khóc ròng chứ không phải giỡn đâu. Các bạn biết rớt tơi bời ba lá, te tua tơi tả luôn. Bên Anh cũng vậy, thị trường của bên Anh cũng vậy. Hiện Trung Quốc nó cũng đang bị bầm dập, mà trong khi đó đời sống của người dân Việt Nam của mình vẫn tất tần tật và vẫn nhộn nhịp. Tôi thấy phải nói là rất là vui làm ăn. Bây giờ là mình lại xây dựng nhà hát, mình xây dựng bệnh viện, mình xây cầu, mình phát triển đô thị nông thôn, đưa điện ra ngoài đảo biển đảo, đưa điện đến những vùng nông thôn. Các bạn thấy cuộc sống nó cứ dồn dập mà nó cứ tiến tới. Ở thành phố Hồ Chí Minh các bạn thức dậy mỗi sáng các bạn thấy người ta hả, xe chạy tấp nập. Các bạn nhìn thấy một đất nước mà phát triển mà cái nền kinh tế nó vững mạnh như thế nào, các bạn sẽ nhìn thấy cái cuộc sống của những người mà làm ăn buôn bán người ta nhộn nhịp lắm, người ta rất là nhộn nhịp. Còn bên các bạn biết khi mà kinh tế bên Mỹ mà nó bị nó đi vào cái khủng hoảng mà suy thoái, các bạn đi ra ngoài nhìn thấy người ta làm ăn là các bạn sẽ biết, nhìn vào nếu mà giờ là dân làm ăn, những cái cơ sở, những cái cửa tiệm đóng cửa, dẹp chỗ này dẹp chỗ kia, họ làm ăn không được. Họ dẹp nhiều chỗ, những cái dãy thương mại rồi cho thuê đó nó trống, nó bỏ hoang rất là nhiều. Tôi rảnh để bữa nay ngày mai mà tôi rảnh tôi sẽ đi quay cho các bạn những cái khu mà chợ búa buôn bán, những cái khu mà nó xây lên, xây bất động sản lên, nhà cửa nó bán tới giờ hôm nay nó vẫn còn bỏ hoang. Tại vì những cái khu đất đó hồi lúc năm 2008 nó bị rớt đó, nó chưa có lấy lại hết hoàn toàn. Ngay cả ở Trung Quốc cũng vậy, nhiều thành phố ma nó xây dựng lên nó vẫn còn bỏ hoang phế. Mà các bạn thấy trong cái sự phát triển của đất nước, nhìn bây giờ cái thầm cái bán đảo Thủ Thiêm ngày nào các bạn thấy đất chó ăn đá cả hang muối đầm lầy không, mà bây giờ như thế nào, đường hầm Thủ Thiêm được xây lên, cầu đồ được mọc lên, hạ tầng cơ sở được phát triển lên, rồi bây giờ đền bù người này đòi nhiều quá, người kia đòi thế nọ, khóc lóc than thở xuống rồi kiến nghị tùm lum thưa kiện. Tại vì cái sự phát triển của đất nước từng ngày và từng giờ đấy, con người ta ai cũng đòi hỏi những cái nhu cầu cao của họ hết. Các bạn thấy đất nước phát triển phải nói là rất là tốt, rất là tốt. Rồi bây giờ người dân Việt Nam của mình, anh chị em các bạn thấy người ta đã có khả năng để đặng mà sản xuất ra những chiếc xe hơi, những xe ô tô với thương hiệu của Việt Nam. Bên cạnh đó người dân Việt Nam của mình họ đã sản xuất ra được một cái điện thoại di động gọi là smartphone. Các bạn thấy Bphone Vâng. đang quảng cáo thời Xin lỗi Lợi Minh, ngắt lời Lợi Minh một tí. Nhân tiện Lợi Minh nói về cái khu vực Thủ Thiêm thì bây giờ tôi nói các bạn này. Tối hôm qua cứ khoảng 6 giờ tối thì ở trên một cái live, tức là chúng nó dùng phần mềm OBS, chúng nó là dân ở Thủ Thiêm đang biểu tình đòi đất và coi như là phản đối cái xây bệnh viện 1.500 tỷ. Một số bạn ở xa điện thoại cho tôi, và anh ở ở bên quận 2 ở Thủ Thiêm đang biểu tình à. Mình bảo bây giờ bạn hỏi xem, bạn đang xem nhé. Bây giờ là 6 giờ tối mà ở Việt Nam ấy, thì ở cái thời tiết hiện nay 6 giờ tối là trời đã tối rồi. Mà quay, nó dùng phần mềm OBS nào quay vẫn cứ còn bệnh ban ngày. Anh hiểu không? Cho nên là những cái trò của bọn chống cộng cực đoan, cho nên các bạn phải cần phải cảnh giác, nhất là ví dụ một số kiều bào ta ở bên nước ngoài. Như tối qua 6 giờ tối trời trời thành thời tiết thành phố Hồ Chí Minh hôm qua thì nó cũng mưa, thành vùng nó tối luôn rồi, mà kia là quay vẫn cứ trời sáng mà trời khô ráo tất cả thứ. Đó là cái sự bịp bợm cái bọn chống cộng cực đoan. Rồi xin mời Lại Minh. Dạ các anh Phần nha. Nói chung là chúng ta phải hết sức cảnh giác. Tụi mà những thành phần mà chống cộng đơn đó, tụi nó rất là xảo quyệt. Nó xảo quyệt nhiều khi nó sử dụng những cái phần mềm đó, nó làm cho mình bị hoang mang. Nhưng mà nó có những người anh em như chúng ta lên trên này, mình cần phải tuyên truyền và mình cần phải vạch mặt tụi nó để cho bà con thấy rõ rằng cái cuộc sống và cái xã hội nó đang thay đổi và tấp nập mỗi ngày. Các bạn thấy một cái đất nước Đúng. như Việt Nam từ nghèo khổ bây giờ mình đã làm ra được từ cái điện thoại, từ cái xe, mình đã làm được những cái thương hiệu của xe hơi,
Rồi trong tương lai các bạn thấy hiện nay có những giới trẻ, những kỹ sư trẻ bây giờ nó đã chế tạo ra những cái chiếc máy bay không người lái, địa máy bay đó các bạn thấy, rồi xe điện nó phát triển từng ngày từng về, chỉ có mới hơn 20 năm thôi mà cái dân mình, các bạn thấy cái sự sáng tạo của người dân của mình rất là cao, cái sự học hỏi và không ngừng của người dân của mình phải nói là rất là tuyệt vời, lúc nào cũng có tinh thần sáng tạo học hỏi, chứ không phải như cái tụi mình chống cộng con ở bên Mỹ nó hô hào đâu. Các bạn thấy tôi nói người Việt mình ở bên Mỹ bây giờ đa số là lao động phổ thông không, mình nói không phải tôi chê cười cái gì, mà nó quay về Việt Nam thì nó lại châm biếm đủ cách hết. Anh bạn hồi nãy làm bên financial cũng là giỏi đó, và còn là phải là giỏi đó, các bạn biết cái đó là phải học, phải có bằng cấp á mới mới vô làm được lĩnh vực đó, thì đó là những cái điều rất là đáng mừng, mình rất là khích lệ, mình sang đất người ta là mình phải phấn đấu, mình phải học hỏi, chứ còn lao động phổ thông thì nó chỉ bữa nào ăn bữa đó thôi, đời sống cũng tất tần tật thôi. Thì nghe bạn trẻ hồi nãy kể thì phải nói rất là vui, rất là vui, mà nhìn Bạn thấy quê mình. bạn ấy lấy cái nick tên là Ba Que Sống, Sống Ba Dạ, hình Que. như có các bạn thì phải thấy, Rồi. nói chung thì đất nước quê nhưng rất là vui, nếu mà tháng 11 này về, tháng 11 về thì hy vọng là còn ở ở hơn một tháng 2 tháng, thì về tháng 12 lại mình về rồi dẫn đi lên Bảo Lộc cho ăn sầu riêng. Nói chung Việt Ở, Nam bây ở, giờ ở, ở, ở trên trên Bảo Lộc Lợi Minh có trồng sầu riêng không? có anh sầu Rồi, riêng ok rồi. ngon lắm anh ơi, sầu riêng măng cụt mít cà phê, tại mình trồng xen kẽ mình phải lấy Đúng rồi. ngắn nuôi dài, mình lấy ngắn nuôi dài, mình lấy cái đó mình đổ phân cho cà phê đấy. Rồi khi cà phê mình thu hoạch được rồi đầu là mình bán ra, năm một năm nói chung là thu hoạch hết cũng được 200 triệu hơn, cũng vui lắm. Nói chung cái đó là các bạn biết là mình hưởng hết chứ, ông nhà nước đâu có hưởng gì đâu, tại vì Việt Nam người làm nông nghiệp có được ưu đãi, mà các bạn thấy khi đất đai mà lên giá vậy là tôi cũng hưởng trọn hết, chứ ông nhà nước ổng cũng đâu có hưởng được gì đâu. Khi mà ổng đền bù, ổng lấy đất nông nghiệp, lấy phản công đất, ổng đền bù tôi, nhà tôi ra được mặt tiền 70 mét mặt tiền, cuối cùng thì tôi cũng được hưởng, các bạn thấy đó. Cuối cùng thì tôi phần đông là mình được hưởng không à, chứ ông nhà nước ổng chỉ tạo điều kiện, ổng xây dựng hạ tầng cơ sở lên, đa số là dân hưởng không, ngay cả cái thành Thủ Thiêm, tại vì cái người dân của mình họ chưa có những cái trách nhiệm về về ý thức trong cái tổ quốc xây dựng, thì tôi thấy cũng tội nghiệp ông nhà nước thì chứ, xuống rồi khóc lóc rồi đòi thế này thế nọ, đất bây giờ nó lên giá mình cũng phải những hy sinh một chút, để đặng mà những giới đầu tư người ta bỏ biết bao nhiêu tiền tiền của vô, các bạn nghĩ được, từ một cái đầm lầy hạ tầng cơ sở ông nhà nước ông bỏ ra cả ngàn ngàn tỷ để đặng mà ông đưa hạ tầng cơ sở ra cho cái Thủ Thiêm đó, nó mới có được cái một cái giá trị như vậy, nếu mà ông không làm thì làm sao cái Thủ Thiêm đó có được cái giá trị, mà năm nay cứ nhảy vô rồi đòi rồi khóc rồi cuối cùng, bởi vì Việt Nam các bạn thấy nhà nước mình mà muốn đưa cái hạ tầng cơ sở mà giải phóng mặt bằng tôi thấy rất là khổ sở khủng khiếp luôn, tại vì tôi về tôi sống tôi biết mà. Giải phóng mặt bằng ở trên Bảo Lộc có vùng đất của tôi, các bạn biết lấy rồi người này đòi nhiều người kia đòi ít rồi lại tìm cách nữa, mới vừa nghe nói giải phóng mặt bằng chuẩn bị thôi họ trồng chuối họ trồng đủ thứ cây lên, họ tôi hỏi trồng chi vậy, trồng đi đến mai mốt đến cây để đằng con nhà nước đền, tôi lắc đầu luôn bạn ấy. Này tôi sống mà tôi thấy tôi lắc đầu luôn, rồi kêu tôi trồng nó thôi đâu bao nhiêu tại vì mình trồng thêm á thì ông nhà nước ông cứ đếm cây vậy đó, ví dụ như cây chuối mà cây chuối bao nhiêu vậy đó, thì Đúng trồng cây chuối bất cứ cây gì phơi mì trồng thêm vô là lúc mà ông chuẩn bị mà ông xuống ông đền đó là cứ đếm cây mà đền thôi, các bạn thấy dân mình còn có những cái suy nghĩ như vậy đó, bởi vì mình suy nghĩ như vậy thì
thì làm sao mà đất nước nó bị trì Đúng. trệ đi, phát triển rất là nhiều, rất là đáng tiếc. Nhiều khi Vâng. mình nhìn thấy cũng Bây biết giờ chịu này, bây giờ mình nói lại mình này, ở thành phố Hồ Chí Minh thì chắc là, hoặc một số bạn ở các tỉnh lân cận, các bạn biết cái khu gọi là khu Mã Lạng, khu Mã Lạng ấy, là cái khu tệ nạn mà ở ngay cái khu trung tâm thành phố Hồ Chí Minh, bao bởi đường Nguyễn Trãi, Nguyễn Cư Trinh. Mà tôi nói với cái dự án mà giải tỏa đền bù bao nhiêu năm nay rồi không, chưa, vẫn chưa làm được đấy. Tức là khi các bạn đi đường Nguyễn Trãi hoặc đi đường Nguyễn Trinh thấy đường phố rất đẹp, nhưng các bạn đi sâu vào trong thì các bạn thấy ở trong đấy tệ nạn xã hội là ngổn ngang, nhà nói chung là nó lung tung cả. Nhưng mà người ta đã tức là có kế hoạch đền bù giải tỏa nhưng mà không làm được, rất là khó. Cho nên cái chuyện đền bù giải tỏa hiện nay ở Việt Nam, và nhất là ở những thành phố lớn ví dụ như Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, rất là khó khăn. Rồi, xin mời lại. à. Hôm đi ra Hà Nội cũng vậy, anh Bằng đi với Bảo Trâm, chỉ những cái khu vực mà nó trong ngay trong nội thành đó, đang phát triển, ông nhà nước ổng cần phải giải tỏa đó, mà dân cứ kình nhau, nó làm trì trệ lên những cái chỗ mà xây dựng, mà nó gọi là under construction, nó đang đi vào thi công đó, nó chuẩn bị thi công đó, nó phải trì trệ làm cho mất cái vẻ đẹp của thành phố, phải nói là rất là đáng tiếc. Đáng tiếc khủng khiếp, bởi vì nghe Bảo Trâm nói là ông chính phủ mình với lại cái người dân đó đang kình nhau về vấn đề mà đền bù chưa có thỏa đáng, mà mấy ông đó đòi cái giá ngất ngưỡng luôn. Ngay cả các bạn biết ở bên tôi cũng vậy, cái tôi nói là tôi bán cái chung cư mà tôi lời 700 ngàn, hơn 700 ngàn đô đó, chị Bảo bạn biết cái khu đó, đó là cái trường đại học, nó khu đó mà có mấy cái nhà nó đòi một cái giá trên trời, mấy thằng Mỹ mà. Mấy thằng nó là nó thằng tư bản mà mày đòi nhiều quá hả? Tại vì cái giá trị của cái khu nhà của nó khoảng chừng vài trăm ngàn mà đòi 3 triệu, mấy thằng này chơi ghét gào lại luôn. Bữa nào để Đó. tôi rảnh tôi quay cho anh chị các bạn thấy. À, ngay cả ở Mỹ nó thỉnh thoảng nó cũng có những cái sự cố như vậy, nhưng mà cái vấn đề này giữa dân sự thôi, chứ không phải ông chính phủ. Ông chính phủ thì ở Mỹ thằng chính phủ đó ông làm đó, là ông cưỡng chế. Còn mà ví dụ như là giữa cái tụi mà tư nhân nhau á, như như tôi á, thì nó đồng ý nó mua thì mình bán, còn nó đòi mình tôi đòi cao ngất ngưỡng quá thì nó rào lại, đâu cũng hai ba thằng nó chơi nó rào lại. Mày không bán tao rào lại, rồi mày ở đó mình mày đi, cho mày nằm đó luôn. Thành ra nó cũng có thỉnh thoảng cái dân trí và cái sự lòng tham con người ở đâu cũng có. Cái Cô đó là tôi quá nói về ấy, tôi nói tôi anh dân này, sự nha. bây giờ tôi nói lại Minh và tất cả các bạn, tôi kể cái câu chuyện của gia đình tôi. Tức là ông gia đình nhà vợ tôi ở thành ở ngoại thành thành phố Nam Định. Tức là ngày xưa, tức là các cậu hoặc là các dì các bác ấy, còn ở quê nhiều thì được phân đất mà, phân ruộng, đúng không? Phân ruộng, nhưng bây giờ ví dụ đi lấy chồng lấy vợ rồi thì cái ruộng vẫn cứ còn giữ đó, đó là cái tiêu 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 chuẩn mà. Thì bây giờ còn mỗi hai ông bà già thôi, thì cái ruộng cỡ khoảng hơn một mẫu, tức là Bắc Bộ, tức là 360 mét vuông một sào, tức là 3.600 mét vuông, tức là cỡ không biết một mẫu hay hơn mẫu, tức là ruộng rất nhiều. Nhưng bây giờ ví dụ cái kế hoạch quả ấy này, anh không trồng lúa thì là hợp tác xã một vụ anh bỏ hoang thì hợp tác xã lấy lại chia người khác. Nhưng ở đây cứ phải bắt con cái, nhưng mà con cái hiện nay người ta làm công nhân hoặc là ở nơi khác thì không ở đây nữa, nhưng mà cũng phải coi như là để trồng trọt. Tuy nhiên con cái không trồng, nhưng mà đến lúc con cái mệt quá mới nhờ, tức là thôi cho những người hàng xóm người ta cấy đấy. Nhưng mà cái vấn đề nó ở chỗ này, tôi về bảo bà già, bảo là ông bà già thôi bố mẹ coi như là trả lại hoặc bán đi. Nhưng mà cái khổ cái ngoại thành thì bao giờ cũng có phát triển cái khu công nghiệp hoặc là những cái khu chung cư nọ kia. Thành cùng là bây giờ ông bà già vẫn cứ giữ lại cái đất đấy để mà đền bù giải tỏa mà anh. Hiện nay cứ ví dụ những cái giá ở gần đấy thì nó rất là cao rồi, đúng không? Đấy thì các bạn ở ở biết cái vùng gọi là cái vùng cái Big C ấy, ngoài thành lúc ấy ở đó là cái xã Lộc Hòa, thuộc cũng thuộc 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 thành phố Nam Định. Nhưng bây giờ cũng rất là khổ cái là cứ phải giữ lại về con cái các thứ ở quanh quanh với chồng với vợ đấy, cứ phải bắt chúng nó chồng đấy, số hàng xóm người ta cũng không cấy luôn. Tức là để làm gì, để mà nhà nước đền bù giải tỏa, vì chắc chắn những cái khu đấy người người ta sẽ lấy trước, xong người ta lấy vì là cái khu ngoại thành,
hơi giáp giáp nội thành, thành cùng là lấy để mà nhận tiền đền bù giải tỏa mà đấy, cho nên nhiều cái nó rất là khổ. Và cái chính sách của Việt Nam hiện nay tôi cũng chả hiểu như nào. Rồi xin chào mời Lê Minh. Nói chung thì cái đất nước Việt Nam của mình đang phát triển và đổi mới từng ngày từng giờ. Hiện nay thì các bạn thấy những cái hạ tầng cơ sở được 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 nâng cấp lên, tại vì hạ tầng Vâng. cơ sở nó cái mạch máu lưu thông của cái nền kinh tế mà. Đấy, khi hạ tầng cơ sở mà nó được hoàn chỉnh thì nó giúp cái kinh tế phát triển rất là tốt. Cho nên chính vì vậy mà các bạn thấy những đất đai Việt Nam bây giờ nó lên giá, khi hạ Đúng. tầng cơ sở nó nâng cấp lên. Như cái ở cái vùng Bảo Lộc mà ngày xưa tôi mua miếng đất, các bạn biết đi vô á, là đất đường đường mà đất đỏ đó, chạy bao sình lầy nó văng tới đầu. Bây giờ phát triển đổi mới lên, điện đồ rồi về rồi đường xá rồi bê tông rồi trắng nhựa rồi dân đồ, họ kéo nhau, những người mà họ làm rẫy làm vườn ở trên đó, ngày nào họ trồng trọt chăn nuôi, bữa nay là các bạn biết họ cất biệt thự, tại vì cái cuộc sống nó thay đổi từng ngày và từng giờ. À, những cái người mà kiều bào người ta bây giờ người ta về Việt Nam, người ta có lúc nó nhìn thấy những cái sự việc như vậy. Thì tôi đồng ý với lại cái bạn mà trẻ hồi nãy lên nói về những cái thành phần mà chống cộng cực đoan ở bên Mỹ, nó yếu dần đi rất là nhiều, nó yếu dần đi rất nhiều. Hiện nay giống như chỉ còn mấy cái đám leo que lên trên mạng này, như thằng Benny Chương, Tân Thái rồi. Lúc trước thì David Lê cũng gào thét lắm, bây giờ David Lê cũng im rồi. In vâng. Nên anh Bằng thấy thằng David Lê giờ nó cũng im rất là nhiều. Con Lý Sở Phạm bây giờ nó cũng yếu đi nhiều rồi, bắt đầu nó cũng ê càng rồi. Vừa rồi nó bị tụi vụ FBI Mỹ sờ gáy nên nó cũng ê càng. Cho nên các bạn thấy tụi nó bây giờ cái chính sách và đường lối ngoại giao của đảng và nhà nước các bạn thấy rất là hay, sử dụng chính sách mềm, nhưng mặc dù những thành phần mà quá khích vẫn cho về. Các bạn thấy con Emily nó chống rất là khủng khiếp không, tao cho mày Đúng về đó. Mày về mày chụp hình mày, nó đi theo mấy tên mà linh mục đồ ở ngoài miền Trung đó, các bạn thấy không? Nó làm cũng dữ lắm, tới live stream cũng dữ dằn. Bây giờ nó tuyên bố rồi, nó bỏ Facebook luôn rồi, nó dính, nó rồi. chào Đấy, dính biệt những cái thành phần mà đúng. bạn thấy không? Cho nên Hay lắm. là tôi nói là, vâng, Mình tôi nói lợi Minh này, cái chính sách của Đảng của mình ấy, Đảng Cộng sản mình rất hay cái, tức là lấy đại nghĩa thắng hung tàn, lấy chí nhân thay cường bạo. Tức là mình lấy cái sự phát triển, lấy cái lòng nhân của mình để thu phục lòng người, đúng không? Chứ đúng ví rồi. dụ nhiều khi anh em mình nhiều khi cứ thấy mấy thằng chống cộng cực đoan, nhiều khi cái tức điên rồi mà mày về đây mày chết với bố mày như thế này khác, nhưng mà cái chính sách của đảng mình có khi lại khác, Tuyệt cho nên vời. mới, vâng, mới thu phục được những lòng người đó. Cho nên là ví Anh thấy dụ như mình càng lấy cái mà ác độc ra như thế này thế khác ra, thì nói chung là nó có cái sự phản kháng anh ạ. Cho nên nhất là cái chính sách của đảng và nhà nước mình đối với cái tôn giáo cũng thế thôi, tôi thấy là rất là hay. Vâng, nhiều khi mình nghĩ nghĩ lại là tuyệt vời đấy. Các bạn cũng nhớ rằng, vâng, cái tuyệt thời vời. gian mà cái, ở cái vùng mà miền Trung ấy, trên chỗ giáo miền Trung, người ta chặn đường quốc lộ rồi làm chuyện này chuyện khác thế này khác, ví dụ nhiều bạn rất là bức bối bảo tại sao nhà nước mình có công an có quân đội có tất cả các thứ mà để cho cỡ khoảng 20-30 giáo dân người ta chặn đường quốc lộ thế này khác. Ví dụ như mình có khi đưa cảnh sát cơ động nọ kia các thứ đàn áp, hiểu không? Nhưng mà bây giờ ví dụ các chị thấy không, mình rất là xử lý rất là hay, đúng không? Thành công bây giờ ví dụ các bà con giáo dân người ta nhìn lại người ta cũng cảm phục cái sự coi như là cái chế độ mình, đúng không? Cho nên dần dần trở đi thì tôi thấy là nghĩ là lấy lòng nhân để mà thu phục lòng người, cái đó là cái rất là hay. Vâng. Đó, anh Bằng thấy, anh chị có bạn thấy giờ con Emily nó tuyên bố nó bỏ đóng Facebook, là không có tương tác với những người mà bấy lâu nay nó lên mạng nó kêu rào. Các bạn biết chủ của tôi á, là con Emily nó cũng hô hào dữ lắm, nó hô hào mấy tụi nó kêu nó là nữ tướng mà. Hô hào mà đến để đặng mà đến nhà Lợi Minh để đặng mà biểu tình đó, là bằng mọi giá. Bây giờ các bạn thấy ngay cả Will Gia Nguyễn, các bạn thấy một anh bạn trẻ bây giờ về cũng mất tiêu luôn rồi, hôm mới về thì cũng ra là vẽ rồi cuối cùng bây giờ cũng hở lặng im ru luôn, đâu dám nói gì nữa đâu, bạn thấy không? Những cái chính sách đối Là ngoại hay cực kỳ. Bây giờ chúng ta cần phải đồng hành với lại đúng đảng và nhà nước Việt Nam, và chúng ta phải thượng tôn pháp luật,
chứ không phải mình yêu nước rồi mình lên trên mạng này mình bày tỏ cái sự cực đoan của mình giống như Đúng. những cái chống cộng cực đoan bên kia, thì chúng ta sẽ thất bại. Và thất bại, và mình sẽ đi ngược lại chính sách của đảng và nhà nước, nhất là cái nghị quyết 36. Chúng ta cần phải hòa hợp hòa giải, mình đánh kẻ chạy đi chứ mình không Đúng rồi. đánh những người chạy về. Đúng. Bạn thấy đảng và nhà nước Việt Nam của mình hàng ngày và hàng giờ luôn luôn vang tay chào đón những người con xa xứ trở về với quê hương để cùng nhau xây dựng cái tổ quốc nó giàu đẹp hơn. Chúng ta không nên để bị xúng kế những cái thế lực Nói khác. đùa, xin lỗi cái thằng Hoàng Dược Sư này đi, Lợi Minh sẽ về và về nhiều nữa, cũng chả biết mà cái gì cả, toàn kích, mà kích phải có biết kiến thức để mà kích đúng không, phải kích cái Lợi Minh về, coi như là tổng cục an ninh bắt, vì là anh Doãn Như Lân là đưa ấy. Lợi Minh về, nếu mà ví dụ có điều kiện ra Hà Nội, Lợi Minh và anh Doãn Như Lân sẽ ôm nhau, nghe chưa? Cho nên mấy cái thằng Ừ, này mà đâu chúng mày biết được, không biết cái gì đúng không, Lợi Minh đâu về biết sẽ gặp, cái chuyện. Doãn Như Lân Hội, và hai người sẽ ôm nhau, hai người đồng chí đúng không, mình đều cùng một chí hướng Đúng rồi, đúng không. thì anh em nếu mà cùng chung nhau vẫn ngồi cùng chung chén mà rượu mà vui thôi, đâu có gì Vâng. đâu mà phải thù hằn. Mình cùng